Rồi, trở lại với toàn thể anh em cộng đồng mạng đến với kênh của Sơn Loa. Hôm nay mà cũng là thành thói quen, em giao lưu với các bạn rất nhiều rồi. Đây em quay luôn. Kính gửi bà khách. Trước khi gửi hàng thì bao giờ cũng gửi cho bà khách clip. Đây là một con đồng hồ Odo 62, 10 gông 10 búa, chơi hai bản nhạc. Và trước khi bàn giao cho bác thì quay qua một tác phẩm được em chơi và sưu tầm đang trên tường nhà em đây, đang chạy đây, đúng thời điểm này là đang 11 giờ em đang quay clip đây, thì bàn giao cho bác luôn. Và đây, vừa đi mua thùng xốp về để đóng hàng cho bác đây. Đây là vừa đóng hàng nhưng mà cũng vừa để giao lưu, vừa nói chuyện để cho bác xem được clip thì bác yên tâm là hàng của bác được đóng gói rất cẩn thận. Thùng này nguyên zin của Tây cho nên là nó có một cái ưu điểm vượt trội so với những thùng nội. Tiếng của thùng Tây thì đây, thùng máy 10 là anh em cứ xem là chiều sâu phải 15,5 đến 16 trở lên thì mới chạy được máy 10. Đấy, còn cả cái thùng máy 8 thì nó mỏng hơn đây anh em này. Đấy. Thì nhân dịp đây thì vừa giao lưu với bà khách ở Gia Lai, Pleiku. Đấy. Thì em đóng gói cho bác luôn. Bây giờ em bê xuống để đóng gói. Riêng quan điểm chơi của em là không phải là dân buôn, cũng không phải là người buôn đồng hồ, mà người chơi sưu tầm rồi thích thì trao đổi cộng sinh thôi. Còn mua bán không quan trọng. Còn đã mua bán với nhau thì nó phải rõ ràng và lịch sự. Một đồng hồ nó như thế nào là mình phải nói rõ cho anh em như vậy. Nguyên zin ở chỗ nào, nâng chỗ nào, làm đầy đủ như thế nào là mình đã nói và chia sẻ rõ ràng rồi. Được cái giá cả ngon bổ rẻ, em cũng đã có những clip chia sẻ với anh em nhiều về cái góc khuất và những cái sân sau của chơi đồng hồ nó như thế nào. Đấy. Thực ra nhiều tiền thì chưa chắc đã chơi được những đồng hồ nguyên zin đâu anh em ạ. Cho nên mình cứ chơi những cái mà trong cái phạm vi cho phép và cái đam mê, cái khuôn khổ của mình. Đấy, sách vở hướng dẫn của bác vẫn còn nguyên đây này. Đây bác nhá, bàn giao cho bác đàng hoàng. Ping bòn, ping bòn. Chơi những cái đồ chơi này mang tính chất giao lưu cho nên nhiều khi nói thật với anh em, đóng hàng còn mệt hơn là chơi. Thật sự đóng hàng còn mệt hơn, nhưng mà vì giao lưu với các bác thì em gửi đi thôi. Đấy, anh em thích, ví dụ như con Vadet này cũng là một con đáng sưu tầm. Đây ạ, con Odo này thì em bán rồi nhá, còn con Vadet này này, kính nể luôn. Anh em nào thích con Vadet này thì em cũng nhượng lại cho anh em chơi. Kính nể luôn. Kính nể con Vadet này luôn anh em nhé. 65, 1965, gần 60 năm tuổi. Đó là chủ mua bán lần đầu nhé. Còn sản xuất thì chắc chắn là nó phải sản xuất trước năm 65 rồi. Đấy. Con này cũng tiếng rất hay. Tiếng rất hay. Đẹp. Anh em nào thích thì giao lưu. Thùng bè bên này cũng rất đẹp. Ôi dồi, nhiều con rất đẹp anh em ạ. Đấy, anh em thích thì liên hệ nhá. Con số 1, con số 2, con số 3. Phía đầu kia thì nhiều em quay qua đây chứ. Con số 4. Con mau thờ này của Đức thì cũng quá kinh nể luôn. Hai con Dung Hang của Đức. Đấy. Thôi em quay qua. Nhiều lắm anh em ạ. Rất nhiều.
Thôi, quay khoe với các anh em thế thôi. Bây giờ đóng gói. Đóng gói mới là vấn đề vất vả. Rồi, kính gửi bác nhá. Các bạn nào mà có nhu cầu thật sự và đam mê thì cứ kết nối. Con giá em đảm bảo giật mình luôn. Vì em là người chơi trao đổi thôi, không phải là buôn bán gì cả, cho nên là giá cả em đảm bảo đồ là phải chất, nguyên zin. Và cái gì mà các bạn mua thích mua đồ nâng thì em sẽ có đồ nâng. Còn các bạn thích mua đồ nguyên zin, có đồ nguyên zin. Chứ không kiểu lấp liếm như kiểu anh em chuyên thương mại hóa là em không làm. Em chơi đồ nguyên zin thôi. Đây, con số 1, Vadet. Hơn 60 năm tuổi. Vadet thùng bè. Vadet FFR. Nhiều lắm, đầu này FFR này. Em có FFR cổ này, em cũng rất là mê. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Thôi, quay như vậy thôi chứ còn nhiều đồng hồ, nhiều góc lắm. Bây giờ là đóng gói. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em nha. Anh em thấy hay thì nhớ like và chia sẻ giúp em để phát triển kênh YouTube. Sắp tới em nhận nút bạc rồi, cho nên em sẽ có một cái clip để làm cái lễ nhận nút bạc, đồng thời sẽ tri ân quà tặng cho anh em. Anh em nào cày view nhiều thì em sẽ có quà tặng. Rồi, xin cảm ơn.